Sườn Tranh Gỗ Hoàng Thiết xin kính chào các bác ạ. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu cuốn thư câu đối với mới nhất, độc nhất bên xưởng em, mới ra lò. Có kích thước cuốn thư ở giữa có chiều ngang là 1m55, rộng 61 và ván dày đầy khối 4 phân. Câu đối ở hai bên có kích thước là cao 1m55, chiều ngang là 29cm. Hoàn toàn là khung ngoài bộ cuốn thư câu đối là ván dày đều khối 4 phân. Chế tác bởi gỗ hương Nam Phi, đã hoàn thiện sên bu bóng mở, chống trời chống xước và dát vàng Đài Loan 24K, hoàn thiện 100%. Hiện tại bên em đang bán giá xuất xưởng của bộ cuốn thư câu đối là 10.500.000 đồng. Em xin đi vào đường nét chi tiết của bộ cuốn thư câu đối này. Thì bộ cuốn thư câu đối bọn em đục rất tỉ mỉ và sắc nét, hàng kỹ, gỗ lõi tự nhiên 100%. Quay cất cảnh cho các bác xem này. Thì theo phong tục của Việt Nam từ xưa đến nay là luôn coi trọng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ông bà. Dù giàu hay nghèo thì mỗi gia đình đều sắm sửa, sắp xếp ban thờ của mình một cách đầy đủ, chu đáo nhất. Nên việc lựa chọn treo trong ban thờ, trong ngôi nhà, nhà thờ, từ đường, dòng họ đều không thể thiếu bộ cuốn thư câu đối Đức Lưu Quang này. Ngoài ra là bên xưởng em là chuyên sản xuất, cung cấp số lượng lớn đến các cửa hàng đồ gỗ nội thất trên toàn quốc. Nên là bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ em. Em rất mong là hợp tác với các bác ạ. Cuối cùng em xin kết thúc video ở đây ạ. Bác nào cần tư vấn về sản phẩm hoặc có ý tưởng kinh doanh về tranh gỗ hãy liên hệ em theo số điện thoại 0778 999 333, địa chỉ tại đối diện cổng làng nghề Mộc, Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại trong các video lần sau.